Xin kính chào các bạn đã đến với chương trình đánh giá sản phẩm của VN Review. Và hôm nay mình xin được gửi tới các bạn bài đánh giá chiếc Nokia Lumia 930, chiếc smartphone mới nhất trong dòng họ Lumia của hãng điện thoại Phần Lan. Phần lớn các điện thoại Lumia từ trước tới nay có nét thiết kế giống nhau với lớp vỏ nhựa màu sắc. Một ngoại lệ trước đây có thể kể đến là Lumia 925 với lớp khung và viền bằng nhôm và màu sắc cũng trung tính hơn. Lumia 930 cũng thường cách kết hợp nhôm nhựa như vậy nhưng vuông vắn hơn và nặng hơn một chút. Việc sử dụng chất liệu nhôm cho viền khiến cho máy có vẻ ngoài sang trọng cứng cáp hơn so với những chiếc Lumia dùng nhựa polycarbonate. Bên cạnh chất liệu thì Lumia 930 cũng gây ấn tượng ngay lập tức với mình khi nhìn vào mặt trước. Nokia đã khéo léo sử dụng một tấm kính được mài cong ở các góc, do đó ánh sáng phản chiếu ở mặt trước sẽ hơi bị biến đổi, trông rất thú vị. Mặt kính cong cũng đem lại cảm giác màn hình tràn ra bao phủ hết mặt trước máy, dù viền màn hình thực tế của Lumia 930 không mỏng. Cách thiết kế này còn giúp tránh được cảm giác viền màn hình bị sắc, nhất là với các máy có cạnh vuông như Lumia 930. 930 có màn hình 5 inch, hai viền trên và dưới không quá dày nên kích thước ở mức vừa phải, không quá lớn và có thể sử dụng được bằng một tay. Để bắt sóng tốt hơn thì trên khung viền của Lumia 930 có các vạch nhựa để làm anten cho máy. Các vạch nhựa này được bố trí ở quanh khu vực jack cắm tai nghe và cổng micro USB để tránh việc người dùng vô tình chạm phải trong lúc cầm máy, gây ảnh hưởng tới khả năng bắt sóng. Cạnh phải của máy có 3 nút cứng gồm chụp ảnh, nguồn và tăng giảm âm lượng. Nhưng với vị trí hơi thấp của nút chụp ảnh, cùng thiết kế thân máy vuông vức thì người dùng sẽ hơi khó chuyển sang bấm nút chụp khi đang cầm máy bằng một tay. Bên cạnh đó, loa ngoài của máy đặt ở mặt sau có âm lượng khá lớn và ít bị ảnh hưởng khi đặt trên mặt phẳng. Một điểm mình rất thích trên Lumia 930 là khay cắm nano SIM ở đỉnh máy có thể mở bằng tay rất dễ dàng mà không cần tới que chọc SIM nào cả. Tiện lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều so với thiết kế khay SIM thường thấy trên các smartphone không cho tháo năm lưng. Về màn hình thì Lumia 930 là chiếc Lumia thứ hai sử dụng màn hình Full HD sau chiếc Lumia 1520 ra đời vào năm ngoái. So với Lumia 1520 thì màn hình của Lumia 930 nhỏ hơn, có độ nét cao hơn và công nghệ sử dụng cũng khác. Cụ thể ở đây thì 930 sử dụng công nghệ AMOLED so với IPS trên 1520. Trước đây Lumia 1520 đã được đánh giá rất cao về màn hình và đến lượt Lumia 930 thì Nokia vẫn giữ vững được chất lượng tuyệt vời đó. Độ phân giải Full HD đã mang đến cho Lumia 930 khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét. Dễ nhận thấy nhất là khi nhìn vào viền các biểu tượng trên màn hình chính hay khi duyệt web, xem ảnh, chơi game, xem phim. Bên cạnh đó, nhờ sử dụng công nghệ Clear Black, Lumia 930 cũng hiển thị rất tốt khi sử dụng ngoài trời. Góc nhìn của máy cũng rất xuất sắc, hình ảnh không bị biến đổi nhiều kể cả khi nhìn ở góc khoảng 60 độ. Ở chế độ mặc định thì màu sắc hiển thị của 930 hơi ám đỏ, nhìn lâu sẽ thấy hơi nhức mắt. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này với các điều chỉnh trong phần cài đặt cấu hình màu sắc. Bên cạnh các chế độ hiển thị có sẵn, người dùng còn có thể chọn chế độ nâng cao để điều chỉnh nhiệt độ màu, tông màu và độ bão hòa màu. Với những điều chỉnh chi tiết như vậy, bạn hoàn toàn có thể tùy biến màn hình của 930 theo ý thích. Camera luôn là điểm nhấn của các điện thoại Lumia cao cấp và Lumia 930 cũng không phải là một ngoại lệ. 930 được trang bị camera với ống kính ca dài, khẩu độ lớn f2.4, góc rộng 26mm, độ phân giải 20MP, khả năng chống rung quang học OIS, đèn flash kép, cảm biến kích thước 1/2.5 inch tương tự Lumia 1520. Bên cạnh đó thì không thể thiếu công nghệ Pure View đã trở thành một đặc sản của Nokia giúp kết hợp giữa độ phân giải cao và khả năng chụp thiếu sáng, khử rung tốt. Bên cạnh phần cứng, phần mềm chính là điểm tạo nên khác biệt cho máy ảnh Lumia cao cấp và điều đó vẫn được duy trì trên Lumia 930. Đầu tiên phải kể đến Nokia Camera. Phần mềm chụp ảnh mặc định có khả năng tùy chỉnh cao nhất trên điện thoại hiện nay khi cho phép thay đổi mọi thông số từ cân bằng trắng, ISO, tốc độ màn chập, chế độ lấy nét, bù trừ sáng EV.
Cùng với đó là sự xuất hiện của tính năng Living Image mới chỉ hỗ trợ Lumia 930 và Lumia 1520 giúp tạo ra các bức ảnh với hiệu ứng chuyển động khá thú vị. Cụ thể, Living Image sẽ ghi lại những hình ảnh với thời lượng khoảng 1 giây ngay trước khi bạn nhấn nút chụp. Nhờ đó, khi bạn thực hiện thao tác chụp ảnh, không chỉ một bức ảnh được ghi lại mà sẽ là một đoạn video ngắn khoảng 1 giây. Bên cạnh đó thì những phần mềm hỗ trợ chụp ảnh khác như Cinema Grab, Lumi hay Adobe Photoshop Express cũng tạo ra những trải nghiệm rất thú vị. Photoshop Express là ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho phép tùy chỉnh rất nhiều các yếu tố trong ảnh, từ độ sáng, độ tương phản, khả năng lồng khung hoặc có các bộ lọc hình giống như Instagram. Thực tế cho thấy, khi mình trải nghiệm khả năng chụp ảnh của Lumia 930, máy cho ra những bức ảnh trong điều kiện đủ sáng với chất lượng rất cao. Như tấm ảnh chụp ngược sáng này, quả thật nó đã làm mình rất bất ngờ với khả năng chụp ảnh của 930. Hay như một số bức ảnh sau chụp trong điều kiện ánh sáng tốt, chất lượng ảnh của 930 cũng thực sự tiệm cận với những máy ảnh bán chuyên. Đặc biệt với bức hình chụp bông hoa này thì 930 đã cho thấy khả năng ghi lại hình ảnh của nó trong điều kiện đủ sáng không thua kém bất kỳ một chiếc máy ảnh DSLR nào. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại ở điều kiện thiếu sáng. Ảnh chụp trong điều kiện này cho chất lượng ảnh khá tệ, vừa mờ nhòe vừa thiếu chi tiết, lại nhiễu rất nặng và có vẻ như là tính năng Pure View đã không hoạt động tốt trên 930. Về khả năng quay phim thì mặc dù vẫn có chất lượng tốt, nhưng Lumia 930 có vẻ như đi sau các sản phẩm từ Hàn Quốc về độ phân giải, khi chỉ hỗ trợ độ phân giải tối đa là Full HD ở tốc độ 30 khung hình một giây, chứ không phải là 4K. Bù lại, 930 ghi điểm nhờ khả năng hỗ trợ âm thanh khi quay phim, bên cạnh việc thu âm có định hướng để làm rõ tiếng của đối tượng hơn và lọc tạp âm như đã xuất hiện trên Lumia 1520, 930 còn hỗ trợ quay phim ở âm thanh đa kênh 5.1. Phim quay được sẽ có hai đường âm thanh riêng biệt, một đường là âm thanh 2 kênh và một đường là âm thanh 6 kênh. Điểm này sẽ giúp người dùng dễ thao tác hơn khi xử lý đoạn phim với các phần mềm biên tập video chuyên nghiệp. Chất lượng âm thanh khi quay phim của 930 thì phải công nhận là cực kỳ xuất sắc. Dù trong môi trường rất ồn ào, nhiều tạp âm, đặc biệt như đoạn video sau đây, khi mình quay tại một quán cà phê âm nhạc, tiếng khán giả nói chuyện, tiếng trống vô cùng ồn ào, nhưng 930 vẫn ghi lại một cách hoàn hảo từng âm thanh của mỗi loại nhạc cụ. Về hiệu năng thì Lumia 930 cùng với Lumia 1520 là hai điện thoại Windows Phone được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay với chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800 chạy ở xung nhịp 2,2 GHz, RAM 2 GB, nhân đồ họa GPU Adreno 330 và dung lượng bộ nhớ trong 32 GB. Tuy nhiên, Lumia 930 không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng như Lumia 1520. Thực tế thì Windows Phone là một hệ điều hành tối ưu tốt, do vậy các điện thoại tầm thấp vẫn có thể đem lại trải nghiệm khá mượt mà. Sự khác biệt về mặt cấu hình chỉ có thể nhận thấy rõ khi chạy các ứng dụng nặng. Khi đó, những điện thoại Windows Phone có RAM lớn hơn sẽ ít gặp tình trạng chờ lâu khi mở ứng dụng hoặc thoát về màn hình chính. Vi xử lý mạnh hơn cũng giúp điện thoại xử lý ảnh hoặc video nhanh hơn. Do vậy, nếu thường xuyên sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video như Photoshop Express trên Lumia 930, bạn sẽ cảm nhận được sự vượt trội của máy. Ngay như tính năng Living Image được nhắc tới ở trên cũng chỉ hỗ trợ các máy dùng chip Snapdragon 800 mạnh mẽ như Lumia 930, Lumia 1520. Nhìn chung, Lumia 930 sẽ đảm bảo mang lại hiệu năng cao nhất có thể trên một chiếc điện thoại Windows Phone. Dù vậy, thì cấu hình cao cũng đem tới một tác hại, đó là máy sẽ dễ nóng hơn khi hoạt động liên tục với cường độ cao trong thời gian dài. Không nhiều nhà sản xuất xử lý tốt vấn đề này với các điện thoại cao cấp, và Nokia cũng vậy. Khi chơi game hoặc quay phim liên tục khoảng 5 phút trở lên thì máy sẽ nóng lên khá nhanh
và thậm chí bạn sẽ thấy hơi rát mặt khi đặt 930 lên má vào thời điểm đó. Về pin thì pin của Lumia 930 có dung lượng là 2420mAh, không phải mức cao đối với một điện thoại màn hình 5 inch Full HD. Trong quá trình đánh giá thì mình chủ yếu sử dụng máy để lướt web và vào mạng xã hội, chơi game Manfast 8, xem video clip HD và gọi điện với thời gian 30 phút cho mỗi hoạt động, sau đó để máy chờ trong vòng 2 giờ, bật wifi và đồng bộ dữ liệu trong suốt quá trình đó. Qua quá trình sử dụng trên thì máy sụt pin tổng cộng là 45%. Như vậy nếu dùng máy với cường độ như mình thì pin của Lumia 930 có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gần một ngày. Khi áp dụng quy trình đánh giá pin khi xem phim của VN Review với Lumia 930 thì máy đạt thời gian chạy phim là 6 giờ 8 phút, tức là ở mức khá so với các đối thủ khác. Nhìn chung, với bản cập nhật Windows Phone 8.1, khoảng cách về mặt tính năng giữa Lumia 930 với các smartphone khác chạy Android hay iOS đã được thu hẹp đáng kể. Nhưng vẫn sẽ cần thêm thời gian để chiếc điện thoại chạy Windows Phone này bắt kịp hai hệ điều hành còn lại về mặt ứng dụng. Nếu có thể bỏ qua những hạn chế nhất định về phần mềm thì có thể nói Lumia 930 là một điện thoại rất hấp dẫn. Máy có thiết kế tinh tế với chất liệu sang trọng, màn hình đẹp và rực rỡ, máy ảnh chất lượng cao và nhiều tính năng thú vị. Cấu hình của Lumia 930 cũng giúp đem lại một trải nghiệm tốt nhất trên hệ điều hành Windows Phone. Với Lumia 930, Microsoft cũng đã biết mình biết người hơn khi đặt giá bán khá dễ chịu. Chiếc điện thoại Lumia cao cấp nhất này có giá bán chỉ 13 triệu đồng kèm nhiều khuyến mại, trong khi những điện thoại Android đầu bảng đều có giá xấp xỉ 16 triệu đồng. Số tiền chênh lệch lớn có thể đủ để thuyết phục những người dùng không quá gắn bó với dòng sản phẩm dùng hệ điều hành Android hoặc iOS chuyển sang thử nghiệm chiếc Windows Phone cao cấp. Như vậy là mình vừa gửi tới các bạn bài đánh giá chi tiết chiếc smartphone Nokia Lumia 930. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!